Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Vâng, hôm nay là ngày 31 tháng 10 năm 2020. Cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành đang có mặt tại xã An Ninh, Bình Lục, Hà Nam để treo hoành phi cầu lối và lắp đặt bàn giao cho gia đình anh khách hàng. Đó là anh Hà Đăng Hải. Anh đã đặt hàng online chúng tôi. Thì hôm nay chúng tôi đã có mặt từ sớm tại quê hương Hà Nam để lắp đặt và bàn giao cho gia đình anh một bộ hoành phi câu đối được làm bằng chất liệu gỗ gụ Lào 100% và được sơn PU cánh dán thiếp vàng Đài Loan. Và đây là toàn bộ cảnh cái không gian nhà thờ của nhà anh ở phía trước mặt gian thờ. Thì đầu tiên, cơ sở đồ gỗ Yên Lành cũng kính chào tới tất cả quý khách hàng đang theo dõi các cái video clip về hoành phi câu đối chữ Hán Nôm cũng như chữ thư pháp. Trong video này chúng tôi cũng hướng dẫn cách treo hoành phi câu đối khi chúng tôi không bàn giao cho quý khách ở xa được. Chúng tôi gửi hàng thì quý khách có thể theo dõi chi tiết video này, chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết. Đầu tiên thì quý khách sẽ lắp bức hoành phi ở chính giữa gian nhà trước. Chúng ta sẽ lấy tâm và sau đó thì chúng ta sẽ lắp tới hai đôi cầu nối về phần sau thì dễ chỉnh hơn. Bức hoành phi chúng tôi làm với kích thước là dài 1m97, rộng 67 và ván là dày 3 phân. Gần đây là chúng tôi đã bỏ các cái mẫu khung tranh dày 6 phân và ván 2 phân. Chúng tôi đã làm lên khung tranh dày 7 phân và ván dày 3 phân. Và các chữ nho các bạn đang xem đây chúng tôi không làm phụ đề, toàn bộ là chữ Hán Nôm. Và bức chính giữa bức hoành phi chúng tôi chạm 3 chữ Đức Lưu Quang đọc từ bên phải sang vì đây là chữ nho Hán Nôm. Nếu như là thư pháp thì chúng ta sẽ đọc từ trái sang và đã được thiếp vàng Đài Loan. Và bên cạnh là chúng tôi đang chuẩn bị lắp đôi câu đối. Đôi cầu đối này có kích thước dài 1m97, rộng 28 và dày 4 phân, hàng liền khối liền tấm. Bên phải chúng tôi chạm Tổ Tông Công Đức Thiên Niên Thịnh và bên trái chúng tôi chạm Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh như các bạn đang xem trên màn hình. Toàn bộ là chữ Hán Nôm được thiếp vàng Đài Loan, xung quanh diềm chúng tôi chạm Tứ Quý. Bên trên chúng tôi chạm rơi rơi ngậm đồng tiền và phía dưới chúng tôi chạm lãng hoa quả đào. Đây là mẫu mới nhất của chúng tôi. Và clip sau chúng tôi sẽ giới thiệu bộ hoành phi câu đối chuẩn bị bàn giao cho khách hàng ở Quảng Ninh. Chúng tôi sẽ ráp bằng vàng ta, vàng 4 số 9. Và trong clip này chúng tôi cũng giới thiệu về các cái quy trình ráp vàng ta thì nó có đắt hơn vàng Đài Loan rất là nhiều. Và chúng tôi cũng tính theo cái giá vàng theo từng thời điểm khác nhau thì chúng tôi sẽ báo giá khác nhau. Quý khách có nhu cầu mua sắm về hoành phi câu đối, quý khách hãy liên hệ với chúng tôi qua hai số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể. Cơ sở đồ gỗ Yên Lành thì nằm tại làng nghề La Xuyên, Yên Ninh, Ý Yên, Nam Định. Quý khách ở xa không về được, quý khách có thể xem các video clip của chúng tôi trên mạng YouTube đang thịnh hành nhất hiện nay cũng như Facebook fanpage đồ gỗ Hiền Lành. Khi chúng tôi treo hoành phi xong thì chúng tôi sẽ treo đôi cầu đối tiếp theo. Như quý khách đang xem đây là chúng tôi treo cầu đối gần lên cái xà cột trên cùng của chính giữa gian nhà. Thì phía dưới khi mình kê ban thờ vào thì chữ nho sẽ không bị che khuất. Chúng ta chỉ che mất một chữ phía dưới cùng thôi, còn là các chữ bên trên chúng ta vẫn nhìn thấy. Nếu cho cầu đối xuống thấp quá thì chúng ta sẽ không nhìn được chữ nho. Bà được biết gia đình anh cũng sắm bàn thờ như ý từ cách đây mấy năm rồi. Bây giờ chúng tôi sẽ lắp bộ hoành phi câu đối tiếp theo. Và gần đây chúng tôi cũng được biết cái nhu cầu mua sắm về hoành phi câu đối cũng rất là cao. Cơ sở đồ gỗ Yên Lành cũng đang đáp ứng ra thị trường ngày càng lớn các cái sản phẩm hoành phi câu đối, hàng phổ thông cũng như hàng đặt rất là nhiều. Chúng tôi đang sản xuất từ một tháng
100 tới 200 bộ để đáp ứng ra ngoài thị trường cho tất cả quý khách hàng trên toàn quốc. Và trên mình các bạn đang xem đây là chúng tôi đang có mặt tại gia đình Từ Gia, tại nhà thờ anh Hà Đăng Hải, anh ở An Ninh, Hà Nam. Anh cũng đã xem rất nhiều các cơ sở làm hoành phi câu đối trên YouTube. Anh đã chọn cơ sở đối với anh để làm uy tín để đặt hàng. Và bây giờ chúng ta đang chiêm ngưỡng các cái không gian của gian thờ nhà anh. Sau khi chúng tôi lắp hoành phi câu đối vào thì phía trước có một chiếc ban thờ gia tiên, ban thờ như ý, cũng được anh đặt theo thước phong thủy lỗ ban, đó là dài 1,97 m. Và chúng tôi tính thiết kế làm sao cũng treo cầu đối cũng vừa phải với chiếc bàn để ngắm sao cho nó đẹp. Chúng tôi phải có các cái dụng cụ đánh thăng bằng tia laser để lấy chuẩn mực, chuẩn tâm. Và sau khi chúng tôi lắp xong thì anh em hàng xóm cũng sang xem rất là đông và cũng rất là hài lòng. Thì chúng tôi cũng cảm ơn tất cả quý khách hàng đang xem video đã ủng hộ đồ gỗ Yên Lành trong suốt thời gian vừa qua về thế giới đồ thờ cúng tâm linh cũng như đồ gỗ phòng khách. Chúng tôi luôn luôn có mặt trên toàn quốc để bàn giao và lắp đặt các cái bộ sản phẩm. Các cái bộ sản phẩm đồ gỗ tôn vinh ngôi nhà bạn, từ ban thờ đến hoành phi câu đối sập thờ rất nhiều. Gần đây chúng tôi cũng nhận được rất nhiều đơn làm hoành phi câu đối, thì các bác cũng đã chọn cơ sở đồ gỗ Yên Lành để làm uy tín. Thì chúng tôi cũng không phụ lòng mong mỏi của tất cả quý khách hàng trên toàn quốc. Khi chúng tôi xong mộc, chúng tôi sẽ quay lại video clip giới thiệu luôn. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để có thể xem được trực tiếp và nhận được thông báo mới nhất từ kênh Đồ Gỗ Hiền Lành và tại địa chỉ YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành, hoặc liên hệ qua hai số hotline 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể cho quý khách. Trên màn hình thì các bạn đang xem đây là anh quan trưởng, anh đang lau lại ban thờ gia tiên để chuẩn bị vào lễ thờ lễ cúng. Và các bố lão hàng xóm cũng sang chiêm ngưỡng bộ bàn thờ, và các bố lão cũng rất là hài lòng và ưng ý với sản phẩm của gia chủ. Thì trong video clip này chúng tôi cũng kính chúc gia chủ an khang thịnh vượng, gặp nhiều may mắn, và gia chủ cũng không quên ủng hộ cơ sở Đồ Gỗ Yên Lành làm cơ sở uy tín để đặt hàng. Thì Đồ Gỗ Yên Lành cũng cảm ơn tất cả quý khách hàng đang xem video. Quý khách hãy đăng ký kênh để nhận nút chuông thông báo mới nhất. Và cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi các video clip của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý khách trong các video tiếp theo.